Giải thưởng Ngòi bút trẻ dành cho đoàn viên tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực báo chí năm 2020 là giải thưởng được Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai nhằm trao tặng cho các cá nhân là phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình, cộng tác viên trẻ đang công tác tại các cơ quan báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, quá trình triển khai, ban tổ chức đã nhận được 32 hồ sơ của 12 đơn vị tham gia giải thưởng. Hội đồng xét trao giải thưởng Ngòi bút trẻ dành cho đoàn viên tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực báo chí năm 2020 đã họp và thống nhất xét trao giải thưởng cho 24 gương điển hình tiêu biểu. Các điển hình được trao tặng giải thưởng là những đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong chuyên môn, có đạo đức tốt và có những đóng góp bài viết xuất sắc về công tác đoàn hội đội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Đó là hình ảnh của những nhà báo trẻ, hiện đại, năng động, đại diện cho những chiến sĩ luôn tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Bằng tất cả lòng nhiệt huyết, yêu nghề, Ngòi bút của các bạn đã cùng tổ chức đoàn phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những giá trị tích cực, định hướng nhận thức và hành động cho thế hệ trẻ thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh và lan tỏa trong cộng đồng về các chương trình, hoạt động, các mô hình, giải pháp, gương tập thể, cá nhân điển hình trong công tác đoàn, hội, đội, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đây là lần thứ hai mình vinh dự được nhận giải thưởng Ngòi bút trẻ của thành đoàn, nhưng mà lần nào cũng mang đến một cảm giác rất là háo hức và như là được tiếp thêm một cái động lực để mà mình tiếp tục gắn bó với công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, cũng như là phát huy được cái vai trò của công tác đoàn trong hiệu quả trong cái công tác chuyên môn. Và mình thấy là cái cuộc thi này nó luôn luôn đem lại một cái ngọn lửa rất là mãnh liệt và thôi thúc cho những phóng viên, biên tập viên trẻ như mình được tiếp tục khát khao và được tiếp tục dấn thân hơn nữa trong cái hoạt động báo chí để góp sức vào các cái phong trào chung của thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là một phóng viên rất may mắn được cơ quan phân công phụ trách mảng thanh niên đi cùng, làm cùng và sống cùng với các hoạt động của tuổi trẻ thành phố. Tôi thật sự rất ấn tượng và cảm giác rất tâm đắc về cái tinh thần nhiệt huyết, xung kích sáng tạo của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Nó thể hiện qua kết quả của các phong trào, các cuộc vận động mà tuổi trẻ thành phố đã mang lại. Thật sự rất là xúc động và vinh dự khi được Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh xét trao giải thưởng Ngòi bút trẻ dành cho tác giả tiêu biểu. Thì tôi cảm thấy đó là một cái vinh dự, cũng là một cái trách nhiệm của mình. Sẽ phải tiếp tục gắn bó và cống hiến nhiều hơn, tuyên truyền đậm hơn nữa, sâu hơn nữa để lan tỏa được những cái hành động đẹp, những cái phong trào đẹp và những cái giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh đến với cả nước. Hầu hết các gương điển hình được đề cử tham gia giải thưởng đều đạt được những giải thưởng báo chí uy tín cấp thành và toàn quốc. Đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, qua những tác phẩm báo chí do các bạn thực hiện đã phát huy chức năng và thế mạnh thông tin trong việc định hướng giáo dục thế hệ trẻ, trở thành kênh thông tin hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thông tin của đông đảo thanh thiếu nhi thành phố, cổ vũ các bạn đoàn viên thanh niên đến tham gia các hoạt động đoàn, hội, đội, nâng cao hiệu quả phương thức tuyên truyền giáo dục của đoàn. Có thể nói công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố những năm qua đã nhận được sự quan tâm, đồng hành, thông tin tuyên truyền của một đội ngũ hùng hậu, những Ngòi bút trẻ, những đoàn viên tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Nhiều anh chị phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo đài đã lăn xả tâm huyết với nghề, gắn bó thân thiết với mảng đề tài công tác thanh niên trong nhiều năm liền và đến nay tiếp tục kế thừa bởi nhiều gương mặt mới. Hy vọng rằng giải thưởng Ngòi bút trẻ của Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ luôn là nguồn động viên tinh thần quý giá cho các anh chị phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí để tiếp tục cống hiến với nghề, cùng gắn kết với nhịp sống sôi nổi hàng ngày của tuổi trẻ thành phố cũng như những hoạt động thiết thực mà tuổi trẻ thành phố đang chung tay góp sức xây dựng cho chính quyền thành phố thân yêu và tổ quốc mình.